Câu chuyện Anh Thế Nào Vì Sao hôm nay trở lại với nhân vật mà chúng tôi vừa được tin trong vòng quay 24 giờ. Đó là em Phạm Thị Tùy Trang, học sinh lớp 10A1 trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quang ở huyện Long Điền. Thưa quý vị, mặc dù sự phát triển của khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều sản phẩm hiện đại phục vụ cho nhu cầu của con người, thì nhưng với những người bị khiếm thị thì các thiết bị hỗ trợ vẫn còn rất nhiều thiếu thốn. Mong muốn chia sẻ khó khăn với người khiếm thị, đặc biệt là với học sinh khiếm thị, em Phạm Thị Thùy Trang đã mày mò nghiên cứu và sáng chế ra thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị. Nghiên cứu này có thể nói là rất hữu ích, rất nhiều tính nhân văn mà em Thùy Trang đã giành được giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2020. Và bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ với cô học trò Thùy Trang cùng với sáng chế của em ngay sau đây nhé. Ý tưởng chế tạo thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị xuất hiện sau lần Phạm Thị Thùy Trang, học sinh lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền, được thầy giáo Cao Ngọc Sơn gợi ý tham quan trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, nơi dạy và chăm sóc trẻ có dị tật về mắt để hình thành ý tưởng sáng tạo công cụ hữu ích cho người khiếm thị. Tham quan tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, thì vô tình em thấy được các bé khiếm thị học bảng chữ cái rất là khó khăn, đặc biệt là tính toán, các bé vẫn chưa biết được là kết quả của mình bao nhiêu để ghi vào vở. Còn đối với toán hình thì các bé vẫn chưa nhận dạng được hình ảnh hình học là như thế nào. Và xuất phát từ thực tế trên, em đã cùng giáo viên hướng dẫn bắt tay nghiên cứu tạo ra một sản phẩm, đó là thiết bị học bảng chữ cái, học toán dành cho người khiếm thị. Để hiện thực ý tưởng hỗ trợ học chữ, làm toán cho người khiếm thị, cô học trò lớp 10 này mất ròng rã 3 tháng trời tìm hiểu kiến thức về người khiếm thị từ Internet và sách vở chuyên môn. Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của bảng chữ nổi, các thuật toán, phần mềm lập trình, phần mềm vẽ, thiết kế. Cùng với đó là sự hỗ trợ tích cực của thầy giáo Cao Ngọc Sơn, Trang đã định hình được thiết bị. Hai thầy trò đã mang đi thực nghiệm tại các trường khiếm thị rồi lắng nghe góp ý của các em học sinh và các thầy cô để hoàn thiện thêm sản phẩm. Thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị của Thùy Trang có kích thước nhỏ gọn nhưng lại giống như một chiếc hộp thần kỳ, tích hợp nhiều chức năng. Điểm nổi bật của thiết bị này là thiết kế trực quan, có thể phát thông tin song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp cho học sinh khiếm thị học bảng chữ cái, học toán dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng nguồn điện thấp hoặc pin dự phòng nên rất an toàn cho người dùng. Cái thiết bị này nó tích hợp nhiều cái chức năng. Thì ngoài vấn đề thiết kế cái phía ngoài là cái phải dùng tới phần mềm Corel, rồi chúng ta phải in bo mạch, rồi đồng thời là chúng phải tạo lập trình. Thì đây là những cái khó khăn nhất đối với em học sinh, đặc biệt là chỗ em Thùy Trang là học sinh lớp 10. Thì ở đây thì có các em ở trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của trường và đặc biệt là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có sự hướng dẫn của thầy Bùi Minh Thảo là giảng viên trường Cao đẳng Dầu khí, cũng là cựu học sinh nhà trường, hỗ trợ cho các em về cái mảng cái lập trình, rồi tất cả các cái chuyên sâu về mạch điện. Theo chia sẻ của thầy Sơn, nếu thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị của Thùy Trang được đưa vào sản xuất đại trà, giá thành chỉ khoảng 700.000 đồng. Đặc biệt là tất cả các linh kiện sản xuất đều có ở Việt Nam nên dễ dàng sửa chữa và thay thế. Đây là tin vui cho nhiều học sinh khiếm thị. Không chỉ có vậy, thiết bị này còn có thể sử dụng được cho cả học sinh bình thường. Nghiên cứu hữu ích của Thùy Trang đã giành giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2020, càng khiến cho em được bạn bè, thầy cô quý mến, tin tưởng hơn. Em thấy bạn Trang học cũng tốt, học từ đó giờ thì chỉ có 8, 9, 10 tính tình của bạn trong lớp hòa đồng lắm. Em thấy tự hào vì em có một người bạn như vậy và em cảm thấy vui giùm cho bạn vì bạn được giải như vậy. Em rất là nhanh nhẹn, năng nổ và quyết tâm rất là cao. Em luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của người học sinh khi đến trường. Thực sự đó là một học sinh rất là đáng khen ngợi. Tất cả các phong trào của trường em đều tham gia để em đạt học sinh giỏi. Và nói chung là các hoạt động của em tham gia rất là tích cực. Vui khi dự án của mình đạt giải, nhưng đối với cô học trò nhỏ Phạm Thị Thùy Trang, được mang đến những điều tốt đẹp cho những người kém may mắn mới là hạnh phúc lớn nhất của em. Đó sẽ là động lực để em tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm, nghiên cứu hữu ích khác cho xã hội.